Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 6 2021. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 243. Chúng ta mỗi ngày niệm Phật, nghe nhân quả. Mỗi một người mình, quý vị nên tập phát huy cái năng lực của chính mình sẵn có. Phải nhớ những đức tính ra mười mấy năm, khi có bệnh đau chút đỉnh là cứ gầy dựng ngay chỗ niệm Phật không. Bây giờ cũng thành cái quen, nên cái duyên đối với bác sĩ hình như là ít lắm quý vị. Không có. Tập đi quý vị. Những đức nói những điều này, hàng Phật tử khắp nơi nơi nếu nghe được, quý vị nên suy nghĩ rộng ra một chút. Phải nhớ, bệnh đau chút đỉnh, mình là người niệm Phật, tin nhân quả, mình giữ cái tâm mình cho nó an lạc, mình chấp nhận, không có bực bội khó chịu lo âu, thì cái bệnh này tự nó sẽ hết. Nhiều lần tập như vậy thì quý vị sẽ phát huy cái năng lực sẵn có của chính mình. Hôm qua những đứa có coi công đoạn, những vị trí mà cách ly đông đúc lắm. Nhưng đức thấy rằng là không bằng mình gầy dựng cái tâm an lạc ở nhà niệm Phật. Nên quý vị khi bệnh đau chút đỉnh, cứ thật thà niệm Phật đi. Tùy quý vị. Những đức nhìn những vị trí đông người tập trung lại cách ly, nên những đức khuyên quý vị bệnh đau một chút thật thà niệm Phật đi, giữ cái tâm an lạc, đừng sợ hãi gì. Cứ tin vào bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, mang cái tâm khoan dung tha thứ, niệm câu Phật hiệu đi, thì quý vị sẽ thấy cái lợi ích cực kỳ lớn, lớn lắm. Những đức nói với đại chúng trong chùa mình, nếu như ở đây mà những đức sắp ra một cái ban, mỗi ngày khám bệnh cho các cụ, những cụ nào ho hen gì một chút, những đức
sẽ điều tiết các cụ đến một vị trí nào đó riêng biệt. Thì những đức nghĩ rằng trong chùa mình cũng không phải là không có, nhưng chỗ quan trọng là mỗi ngày những đức an tâm cho đại chúng. Quý vị phải nhớ lời của Phật dạy, Đức Phật á, ngài thông suốt tam giới, nhìn rõ hết, nên lời dạy của Đức Phật chúng ta yên tâm, cứ yên tâm, cứ giữ tâm bình khí hòa. Tâm bình khí hòa làm sao giữ được? Niệm Phật không lo sợ gì hết, tin nhân quả, việc gì khi đến với chúng ta thì sẽ đến thôi. Cái cõi này mình sống, Đức Phật nói rằng thành trụ hoại không, thăng sanh già bệnh chết. Nên phải hiểu chỗ này chứ. Mình là người học Phật, mình tin định lực nhân quả. Người ta không học Phật, đó là chuyện của người ta. Nếu như cả gia đình mình hiểu điều này, tuyệt vời quá. Nên hàng Phật tử, mình là người mỗi ngày niệm Phật, ngày nào những đức cũng chia sẻ một công đoạn, mong rằng nhờ cái quay lực trong ngôi Tam Bảo, mình có được sự an tâm, đem những sự an tâm này chia sẻ cho quý vị. Mười mấy năm nay, những đức đã gầy dựng tập chính mình, duyên đối với những người trị bệnh thế gian, duyên những đức không dày với họ. Mấy lần khi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị thấy những đức cũng bị bệnh, có lần bị cụp chân sống, bệnh cũng rất nặng, trước mấy ngày bệnh đi cũng không nổi, nhưng kiên nhẫn niệm Phật. Và thường nói với các anh em rằng ngày đó dù cho như thế nào, nếu mà lết được cũng lết ra để cùng lại với hàng Phật tử, nếu đứng lên không nổi thì nhờ mấy anh em. Mỗi lần đứng lên kéo những đức lên, mỗi lần quỳ xuống thì hạ những đức xuống. Cái tâm nó phát ra mạnh vậy, vậy tới giờ ra hướng dẫn để lễ mà vẫn còn bệnh đau vậy, mà cứ mạnh dạn ra nói chuyện xong lễ 500 danh hiệu khỏe re. Nhiều lần như vậy cho mình một cái niềm tin vô cùng là cao. Người ta không nghe Phật Pháp, người ta không nghe định lực nhân quả, người ta tin vào ngoại cảnh. Còn mình là người học Phật mà, quý vị, mình là người học Phật mà. Thí dụ như mũi tên nó nhắm đúng mục tiêu đó, khi buông ra thì nó bắn trúng mục tiêu đó, vì nhắm trúng ngay mục tiêu. Vậy thì vì nghiệp lực nhân quả nó cũng có tần số mục tiêu. Dù là bao nhiêu con người bị bệnh, nhưng không phải là ai cũng sẽ bị bệnh. Nếu bạn có cái nghiệp này thì bạn sẽ dính ngay chỗ này. Thí dụ như tất cả các nước trên thế giới, dù cho dịch bệnh có phát mạnh cỡ nào, chết cỡ nào, nhưng đâu có chết hết. Vì sao? Vì tất cả những con người chết này là thọ mạng của họ đến lúc chết.
Nên người niệm Phật của chúng ta nghe nhân quả, mình niệm cái tái sanh, đời kế tiếp của mình phải thăng lên. Vậy thì phải giữ tâm bình khí hòa. Người ta không học Phật, người ta muốn làm gì làm, nhưng mình là người học Phật, phải kiên cố tâm, phải nương vào bổn nguyện của Phật, lòng tin vô cùng kiên cố, đừng có đụng chút xíu là chúng ta chạy đi nhờ giả, đi coi coi mình bị cái gì. Nên tất cả những người Phật tử niệm Phật, quý vị nghe lời này của những đức chia sẻ, tùy quý vị. Vì những đức coi qua những công đoạn, những vị trí cách ly quý vị nếu coi được, thì chính quý vị sẽ có phương hướng chọn. Cuộc đời này nhiều kiếp nạn quá, chúng ta mong sớm sớm về thế giới cực lạc càng tốt. Nói câu mong này nó cũng là khoan duyên, nhưng người niệm Phật mỗi ngày mình nhớ thế giới cực lạc là mình cũng đang gần với Phật A Di Đà. Nên trong lòng mình nói, nếu về sớm được một ngày thì mừng một ngày, chứ có gì ở cõi đời này mà lưu luyến đó quý vị. Nhưng đức xin thưa quý vị, nhưng đức chưa bao giờ suy nghĩ rằng mình đang làm những việc lớn lao gì trong cuộc đời này hết. Tại vì có duyên đó quý vị. Và cũng nói cho quý vị nghe rất nhiều lần, cái duyên dù làm ào ào như vậy, nhưng trong tâm những đức chỉ có chú trọng chỗ nào thì chỉ cần ở nơi thôi, chứ không có đi tới đi lui nhiều nơi đâu. Nhưng mà cái duyên bây giờ mình cố gắng quý vị ơi. Nhưng chủ trương của những đức, sau này những đạo tràng lập lên ổn định thì mấy anh em xuất gia, mỗi anh em phải phát huy khả năng của mình để cho người ta làm, cho người ta phát huy năng lực của người ta. Giống như cái câu nói người xưa nói, ra đường biết đó biết đây, chứ ở nhà với mẹ biết chừng nào khôn. Thí dụ như giờ các cô các chú đó, mình đi vô chùa tu mình có nhiều cái trưởng thành, chứ nếu như kè kè bên cha mẹ chúng ta không trưởng thành nổi. Vì cha mẹ mình thương yêu mình, thương yêu nhưng không có trí tuệ, mù quáng. Xã hội họ cũng không phải cho mình trí tuệ gì đâu, nhưng có gì họ thẳng với mình. Cũng nhờ vậy đó mà mình có sức cảnh giác cao độ. Nên có những người có khi họ trong quan tâm bảo không hiểu, họ có cái nghĩ rằng tại sao những người tu trong chùa cũng có hơn thua đấu đá. Nên những đức thường khuyên rằng ở cõi này mà không hơn thua đấu đá, vậy tại sao Phật nói ngũ trược ác thế? Nhưng tôi nói cho quý vị nghe, ở trong chùa hơn thua đấu đá, một thì xã hội sự hơn thua đấu đá, bảy tám chín mười vậy đó. Vì mà một số việc nhỏ này mà bạn chưa vượt qua được thì mình tệ quá, đúng không? Mỗi một người chúng ta đến cái cuộc đời này, nó từ cái nghiệp quả mà chiêu cảm, đã là ở trong cõi đời gọi là thế gian thì nó phải có gian chứ. Nếu như mình có tâm tu thì nó đều được sự lợi ích rất là lớn.
được rèn luyện. Khi mình nhìn họ mình thấy tội nghiệp, lúc đó quý vị biết quý vị tu có kết quả. Nhưng nếu quý vị nhìn họ mà quý vị cảm thấy sân si, bực bội, khó chịu thì mình biết mình tu thất bại, tệ, thì cố gắng. Nên cả đại chúng trong chùa mình số lượng đông người gì mà sống bình yên. Các cụ thí dụ như bệnh đau một chút, một hai ngày cũng hết trơn. Đây thấy rõ ràng luôn. Còn xã hội thì người ta phải làm theo cái việc của người ta. Cảm sốt ho một chút là bắt đầu tách rời riêng ra. Nếu mình không hiểu thì cái tâm của mình nó bị bất an và lo. Quý vị coi, con người chúng ta mà chỉ cần bất an lo chuyện gì, ăn không ngon ngủ không yên một ngày thôi mình muốn bị bệnh. Nên tâm an cảnh an, mà tâm bất an thì cảnh bất an thôi. Nên trong chùa ngày nào những đứa cũng an tâm cho đại chúng. Và những điều chia sẻ đấy đều nhắc nhở quý vị, chỗ an tâm là chỗ vô cùng quan trọng để giải quyết vấn đề. Quý vị biết rằng con người mình khi bất an, cái nón đội trên đầu mà đi kiếm cái nón, món đồ cầm trên tay mà đi kiếm món đồ. Con người khi tâm bất an là lạ lắm. Tại sao mình không tạo một cái nhân duyên an tâm? Hàng Phật tử ngoài đời, tự quý vị nghe rồi, quý vị tự mình biết thương mình đi. Mình không biết thương mình làm sao biết thương người khác. Hồi tối Nhị Đức nói chuyện với mấy anh em, Nhị Đức nói một câu: cái phòng ở của mình, cái giường nằm của mình sạch sẽ gọn ghẽ, mình ở được thoải mái, mình ngủ giấc nó khỏe, anh em nên suy nghĩ những người khác đang ở. Mình ăn cái món gì mình thấy vừa miệng ăn ngon, mình suy nghĩ cho người khác ăn. Nên người xưa nói câu: khổ mới hiểu khổ, vui mới hiểu vui, sung sướng mới hiểu sung sướng. Từ những điểm đó mình đã gặp qua lý luận thì mình sẽ chọn ra niềm vui an lạc. Không phải là vật chất nhiều quá, mà là nội tâm mình an vui. Những chỗ này quan trọng lắm quý vị, rất là quan trọng. Nên người thường trụ trong chùa và những người ở cổng tu trong thời điểm này, như Đức chúc mừng quý vị, quý vị đi vòng vòng chùa, nơi nào quý vị cũng nghe có Phật hiệu. Rõ ràng người phước ở đắc phước, đắc phước người phước ở, nên trân quý, nên hòa nhập vào trong ngôi tam bảo. Còn hàng Phật tử ở gia đình, gia đình có ngôi tam bảo, những Đức thấy rằng trong một gia đình mà có một cái phòng thờ Phật, một bên thì thờ tam bảo. Hôm qua những Đức coi công đoạn, có một cái gia đình này, ngay chỗ lan can cũng để máy niệm Phật. Bước vô bên trong gia đình có cái phòng thờ Phật. Những đứa có lần những đứa cũng nói, một bên thờ Cửu Huyền Thất Tổ, chúng ta làm cái bài vị, ở trên để hai chữ cung kính Cửu Huyền Thất Tổ. Những đứa hôm qua ngồi suy nghĩ, vậy để hai bên
của cái bài vị để chữ gì? Một bên tay trái nhìn đối mặt, chúng ta ghi cái dòng chữ chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi. Bên đây chúng ta ghi nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật. Con cung kính Tam Bảo, nguyện Tam Bảo trụ thế gian lâu dài, đem Phật pháp hoằng truyền rộng. Con cung kính Cửu Quyền Thất Tổ, nguyện Cửu Quyền Thất Tổ niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên 10 câu 20 chữ. Câu đầu tiên là chân thành, câu cuối cùng là niệm Phật. Hai cái chữ ngang qua. Cung kính ngang qua. Chứ giữa một cái dòng chữ Cửu Quyền Thất Tổ, cung kính Cửu Quyền Thất Tổ. Một bên đây, mép bên tay trái bên đây, chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi. Bên đây nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật. Rồi từ ông bà, cha mẹ, anh chị em từng cấp xuống, quý vị đừng có nên thờ hình, mà quý vị nên thờ bài vị. Ghi cái bài vị gọn gọn nhỏ nhỏ, bằng gỗ gọn thôi. Bao nhiêu tên đều ghi bằng gỗ bài vị. Đó là thờ một bên Cửu Quyền Thất Tổ. Còn ngay chính giữa chúng ta làm bằng thờ của Phật cao lên chút, nhìn cho trang nghiêm, cao hơn bàn thờ Cửu Quyền chút. Bàn thờ Cửu Quyền chúng ta làm chung chung thấp thấp, bàn thờ Phật làm cao lên chút, mà cái điểm nhìn làm sao tiện và thắp nhang dễ. Nhưng nếu trong phòng khuôn viên nhỏ quá, quý vị nên dùng ba cái nhang điện để cố định khỏi thắp nhang. Rồi ở trong cái chỗ thờ đó, phía hai bên rồi chúng ta để hình, hai bên hình tam thánh, hai bên thánh chúng cho đẹp, gọn vừa thôi, phù hợp vào cái phòng. Để máy niệm Phật xuyên suốt, mỗi thờ vô trong đó để mình dụng công tu. Lúc rảnh rỗi ngồi trong đó như là mình cảm giác mình ở trong ngôi Tam Bảo. Vậy thì quý vị thờ cúng vậy quá tuyệt. Nhớ thờ Cửu Quyền Thất Tổ khỏi thờ hình. Thờ hình cái cảm giác khi mình bước vô mình nhìn nhìn thấy hình ảnh nhiều quá, nó đưa vào cái chủng tử của mình nhiều thứ. Chúng ta thờ mà khắc tên bài vị, khắc nhỏ 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 thôi, để cho có ngăn nắp nhỏ 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 nhỏ. Người lớn ở trên, người nhỏ từ từ xuống dưới. Vì quý vị làm một cái nơi thờ cúng vậy đi. Trong gia đình mình tạo ra một cái phong thủy, đi đến đâu cũng nghe niệm Phật, nghe pháp. Rồi trong bàn thờ Phật đó, quý vị để những buổi chia sẻ một câu Phật niệm đến cùng, buổi tối mình để pháp, bắt vừa vừa trong đó suốt, đóng cửa lại. Bằng ngày chúng ta để niệm Phật xuyên suốt. Còn phòng ngủ của mình thì để máy niệm Phật, có nghĩa là đi đến đâu cũng nghe niệm Phật. Như vậy tạo một cái nơi thờ cúng. Làm như vậy chấp nhận tốn số tiền, bằng thờ làm bằng cái gỗ đồ cho nó đẹp, đánh BU đồ lên cho nó thiệt bóng bẩy đẹp. Nơi thờ cúng mà, quý vị biết rằng quý vị mà làm vậy thôi,
Trong gia đình quý vị nó có một cái phong thủy tuyệt vời lắm quý vị, ấm áp lắm, đặc biệt lắm. Hàng Phật tử khắp nơi nơi làm đi. Cái chỗ đó là chỗ quan trọng nhất mà ở đây để ý đến nha. Ở đây để ý đến. Từ hôm nay thờ ông bà của quyền, không thờ hình, thờ bài vị. Tự nhiên bước vào thấy nó ấm áp lắm, nhìn thấy Phật thôi. Nhưng mà trong lòng mình có tượng trưng thờ bài vị là mình có cung kính của quyền thất tổ rồi. Không? Để cung kính của quyền thất tổ mà. Nên hai hàng chữ hai bên thì phiên nhau cùng niệm Phật. Còn chữ giữa là bàn thờ Tam Bảo. Thờ với bàn thờ cho gọn, đừng có nhiều tượng quá. Để máy niệm Phật xuyên suốt cái nơi đó cho nó thoáng mát, thích vô cùng. Còn nếu như ở thành thị, thành phố đâu, nhà chật chội, thì cái phòng thờ đó gắn thêm cái máy lạnh. Giờ tu trước thời gian bật máy điều hòa cho nhẹ nhẹ mát đi, vô tu thờ hưởng thụ tuyệt vời vô cùng. Vậy thì quý vị mỗi ngày cái tâm an lạc vậy, cuộc sống thì ăn chay. Nếu gia đình có đất rộng rãi một chút thì phía sau nhà trồng miếng rau củ quả. Sống cuộc đời thiệt là tuyệt vời. Tại sao không biết cách để mà sống cho nó đặc biệt quý vị? Còn chúng ta mang cái thân tứ đại này thì cái chuyện bệnh hoạn chút ai không có. Nhưng nếu quý vị đặt vấn đề nặng vào nó thì quý vị phiền phức. Phiền phức. Cái sự tác động nó mạnh quá. Sự tác động mạnh quá. Những đức nhìn, những vị trí cách ly mà tập thể quá đông. Vô đó mọi người cầm điện thoại nói nghiêu ngao tùm lum thứ. Dù không bệnh cũng thành bệnh. Từ nơi đó mà hàng Phật thử như đức cứ phiên quý vị. Gầy dựng đi cái năng lực của người cao lắm. Năng lực của người rất là cao. Nên người thường trụ trong chùa mà mấy cô đồ trong chùa mà mẹ cha ở ngoài lâu lâu bước vô cái này cái kia bệnh tình cái sen sen vô, những đức nói không lẽ những đức mà nói giỏi quá đem về lo luôn đi. Chúng ta sống trong cuộc đời này cái góc độ phải sâu sắc. Thí dụ trong những thời điểm này đi, chúng ta ở đây, chúng ta đều ở đây, dù là không phải bà con quyến thuộc gì nhưng chúng ta được ở bên nhau vì thấy quý hơn không? Nhưng có khi ở đây lại ngóng trông ở đâu mà. Cái tâm này nó không đặc biệt đối với quý vị. Nó cũng không phù hợp thật sự luôn. Nếu như quý vị mang cái tâm mà nó bình yên, thanh tịnh, có khi nó còn hóa giải cái kiếp nạn cho nhân sinh, nó thù thắng hơn nhiều. Thí dụ như giờ có những đứa nó ở đây, bây giờ thí dụ như mẹ gần kế bên đây kêu bà vô đây ở với con. Con mình bà ở vô đây tu với con, bà chịu vô không? Cái góc độ con người mình dù làm con của cha mẹ đi chăng nữa, nhưng mà mình nhìn nhận qua chỗ này là tự nhiên mình sẽ thông hiểu à. Mình sẽ biết chọn con đường của mình liền à. Vì bây giờ dù cho họ sanh mình cái thân này, nhưng mà nếu họ không biết Phật Pháp mà không tiếp nhận Phật Pháp, mình nương vô họ sao nổi? Cái huệ mạng con người mình sẽ bị quỷ đi. Nên mới nói là ơn của thầy, ơn của Phật lớn gấp trăm ngàn lần ơn của cha mẹ. Vì cha mẹ cho cái thân mà phần nhiều chúng ta hư không à. Nhưng Phật dạy chúng ta tu, bồi dưỡng dùng cái huệ mạng ở chúng ta, nên chúng ta sống mới có ý nghĩa. Nếu như một con người đến cái cuộc đời này, nếu chúng ta không nghe đạo, quý vị nghĩ chúng ta sống vô nghĩa không? Cái góc độ này thì chúng ta biết rồi. Nhưng ơn cha mẹ thì chúng ta là có duyên phụng dưỡng là phải hết lòng thôi. Còn nếu như mình đã phát tâm đi tu thì mình phục vụ tất cả chúng sanh. Nếu cha mẹ ở nhà không ai nuôi mà cha mẹ lại chịu vô chùa
nhất định mình sẽ phụng dưỡng, lo lắng hết lòng cho cha mẹ. Việc này như Đức thường nêu hoài. Còn bây giờ mình chưa đủ duyên mà phát duyên chi? Có một đứa mà mẹ nó ở ngoài buôn bán con mình, những đứa kêu sao con kêu mẹ con trong dịp này người ta cách ly hết rồi, đi vô đây ở niệm Phật đi. Nó nói kêu mẹ, mẹ không chịu vô. Vậy đó mà mình không có góc độ nhận thức. Vậy đó mà lâu lâu cái gì cái chạy vô kêu thôi xin cho con đi khám bệnh này kia. Trong bụng những đứa cảm thấy rất là khó chịu vô cùng với cái hành động đó. Mà mấy người trong chùa không có sáng suốt chút nào. Mình tu hành mình phải có góc độ sáng suốt quý vị. Mình mỗi ngày học Phật mình mới hiểu. Nên từ nơi đó mà ở trong đây những đức nhắc nhở suốt luôn. Quý vị bên ngoài phải được những buổi chia sẻ này để nhắc nhở mình. Cái an tâm là tự mình phải tạo cái an tâm này, chứ tìm đâu ra cái bên ngoài. Bên ngoài chỉ là hỗ trợ phần quá nhỏ để nhắc nhở. Còn con đường này phải tự mình đi quý vị à. Giống như bây giờ từ đây ra ngoài chợ quý vị đi mới tới, chứ không có khi nào quý vị đứng chỗ mà nó tới ngoài đó đâu. Dù có đi chậm đi chăng nữa mà đi nó mới tới chứ. Phải nhớ. Nên mình gặp Phật Pháp quý quý vị à. Trong thời điểm này mà ở trong hoàn cảnh này, những đức nó thật sự mà nói, không biết nói đến cỡ nào. Cứ khi mình nói quá biết, họ ở đây với mình trong lòng họ có nghĩ ông này hơi phô trương. Nhưng mà trong lòng mình chỉ có một điều, cho họ thấy chân quý, họ cố gắng. Chứ cuộc đời những đức thì cũng đều tùy duyên hết thôi quý vị. Bản thân mình còn chưa giữ được thân mình, mạng mình giữ người khác cái gì. Nhưng mà có duyên gặp nhau, hết lòng phiên nhau, niềm vui vợ thế gian này rồi cũng phút chốc qua mau, không có gì tồn tại. Hôm nay trẻ mai mốt tuổi già, cuộc đời có người có ai tồn tại mãi đâu quý vị. Vì mà lo âu bao nhiêu thứ, sợ hãi tạo ra cho mình cái sự bất an ghê gớm quá, quá bất an. Nên hàng Phật tử khắp nơi nơi nghe được chỗ này, quý vị cố gắng niệm Phật đi. Mình được gặp Phật Pháp quý quá. Mình học Phật mà cũng giống như người không học Phật thì thua rồi. Lúc này là lúc quý vị biết được cái tâm học Phật quý vị làm sao nè. Quý vị nhớ, nghiệp quả của chúng sanh đến rồi, dù Phật ra tay cũng không được đâu. Dòng họ Thích Ca kiếp nạn đến rồi, Đức Phật cũng bó tay. Đức Phật chỉ là người chỉ cho phương pháp tu giải thoát, chứ Đức Phật đâu có đỡ cái nghiệp cho mình. Không chỉ mình là kẻ phàm phu. Nếu như mình mà đứng ở dưới biển thì sao cứu người dưới biển? Mình phải đứng trên bờ mình mới cứu người dưới biển. Mình không phải bỏ người thân mình mà mình tùy duyên. Mình khuyên hết lòng mà họ không tu thì thôi tùy duyên. Mình phải hướng về cái thế giới của Phật A Di Đà được giải thoát đi, rồi lúc đó quý vị mới có năng lực cứu họ. Phải nhớ cái chỗ này là chỗ vô cùng quan trọng. Mình không phải bỏ họ. Nên chư tổ sư mới nói câu là tạm thời xa nhau nhất thờ, nhưng cứu giúp nhau đời đời. Còn nếu dính mắt nhau nhất thờ thì chúng ta xa cách nhau đời đời, gặp lại là quán thù. Nên nếu mỗi người mình mà không bồi dưỡng cái huệ mạng của mình, ai mà cứu được mình đấy quý vị. Nên hôm qua có cặp vợ chồng, chồng bị bệnh, Đức khuyên cố gắng niệm Phật đi. Nhưng Đức rất là quý hàng Phật tử bằng cái tâm rất chân thành quý vị à. Nên phải siêng năng niệm Phật, nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị luôn luôn an tâm trong mọi cảnh duyên. An tâm mới giải quyết được vấn đề nghe không. Chuyện đâu còn có đó, đến là đến thôi, không có ai mà tránh khỏi đâu. Thà chúng ta sống một ngày, niệm Phật một ngày, vui vẻ một ngày, cầu giáng sanh một ngày, đừng có để mất thời gian. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp
không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.